chào cả nhà. Hôm nay chỗ địa phương mình thị xã Gò Công cả nhà. Hôm nay xuống chỉ thị 15. Thì hôm nay mình ra đường mình mua những vật dụng cần thiết cho gia đình. Trong những tháng vừa qua mình đã tiêu xài hết đấy cả nhà. Thì đồng thời mình cũng mời cả nhà cùng theo mình đi ra đường để coi cuộc sống của người dân quay trở lại cuộc sống bình thường như thế nào đó cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Đây là ao thuyền đua của thị xã Gò Công cả nhà. Lúc này đang còn trong chỉ thị 16. Đây là ao trường đua sau ngày 15 tây tháng 9 đã xuống còn chỉ thị 15 của chính phủ và lượng xe lưu thông trên đường tương đối ít. Đây là tượng đài anh hùng dân tộc Trương Công Định. Đây là tượng đài Trương Định nằm giữa trung tâm thị xã Gò Công. Ở lúc này đang còn chỉ thị 16. Cái lối vào chỗ cũ của thị xã Gò Công mình còn chốt cả nhà. Đường lên chợ mới chợ cũ đều có trạm ghé cả nhà. Chợ chưa hoạt động trở lại. Và đây là đường Trương Định sau ngày 15 tây tháng 9. Các chốt vào chợ cũ, chợ mới đã được dỡ bỏ. Người dân đi lại thật thuận tiện. Mình rất vui mừng khi thấy người dân ý thức cao, hạn chế đi ra đường khi không cần thiết. Giờ mình sẽ chạy vô khu vực phường 5 của thị xã Gò Công đó cả nhà. Và đây là khu vui chơi giải trí đẹp và lớn nhất của thị xã Gò Công, được xem như là khu phố Mỹ Hưng của Sài Gòn thu nhỏ, nằm trên địa bàn thị xã Gò Công. Lúc này đang chỉ thị 16 của chính phủ. Chốt này đã dở rồi cả nhà. Đây là khu vực phường 5.
Và đây là cầu Nguyễn Trọng Dân đi qua phường 4 của thị xã Gò Công. Cầu này lúc trước mình hay chở rau củ quả lên ủng hộ cho bà con trong vùng phong tỏa ở cả nhà. Cầu này đang trong thời điểm chỉ thị 16 của chính phủ. Cầu Nguyễn Trọng Dân đi qua phường 4 của thị xã Gò Công sau ngày 15 tây tháng 9 xuống còn chỉ thị 15 của chính phủ, lượng xe lưu thông tương đối ít. Và đây là tiệm mua bán vàng bạc đá quý nằm đối diện với chợ cũ của thị xã Gò Công. Sau ngày 15 tây tháng 9 thì lượng người dân đến mua bán vàng tương đối ít. Đây là khu công viên Ao Thiếp của thị xã Gò Công. Công viên này lúc trước chưa có dịch bệnh tập trung rất là đông vui cả nhà. Đây là công viên Ba Thước Sĩ của thị xã Gò Công cả nhà. Đây ghi lại những con chiến công chiến tích của các anh hùng lịch sử. Đây là bưu điện của thị xã Gò Công. Đây xuống còn của chính phủ. Đây là khu trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh của thị xã Gò Công cả nhà. Bên trong là một cái căn nhà truyền thống cũ hồi xưa. Đây mình mới đi chợ về cả nhà. Nay mình đi chợ mình mua lương thực thực phẩm mình về tiếp tục cả nhà. Đồ nêm, trứng, các cái để mình bổ sung vào cái tủ lạnh mình vừa rồi đã hết là sạch rồi cả nhà. Rồi xách vô em ơi. Rồi vậy vừa rồi mình cũng đã đi chợ về tới nhà cả nhà. Rồi mình mua một số lương thực thực phẩm chủ yếu để bổ sung vô những cái tháng vừa qua mình đã tiêu dùng. Mình thấy ngoài đường cũng dân người ra ngoài cũng tương đối ít, cũng rất là an toàn. Mong sao cho hết bệnh, cho cuộc sống người dân trở lại bình thường như thế này là rất là hạnh phúc, rất là sung sướng cả nhà. Rồi thời lượng video cũng dài, mình xin kết thúc video tại đây. Cả nhà xem hay cho một like, một đăng ký, vô kênh mình bình luận cho vui. Rồi mình chào và tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha.